Đây là cách mà người dân ở xã Nậm Bồ qua suối vào những ngày mưa lũ. Một cái bịch ni lông vừa một người chui vào. Những thanh niên khỏe mạnh nắm lấy cái đầu của cái bịch và bơi qua suối như thế này. Không ai có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu nguy hiểm trực chờ người dân nơi đây khi dùng cách nguy hiểm như thế này để vượt qua suối. Những người được ngồi trong túi thì sợ đến nín thở. Qua được suối thì chán ván, người kéo túi thì không biết khi nào tuột tay và sinh mạng của cả mình và người được kéo sẽ ra sao. Thậm chí, có khi có cái túi bị thủng lỗ thì người ngồi trong là bé trai này sẽ nắm lấy phần bị thủng đó để cho người lớn kéo qua. Với họ, lỗ thủng đó vẫn có thể đảm bảo đưa được cậu bé này qua dòng nước lũ. Và cũng bằng cách này, những cô giáo ở trung tâm đã vượt suối vào bản đem con chữ cho trẻ em nơi đây. Dù nguy hiểm, nhưng họ không ngại dấn thân và bám bản từng ngày. Không rách túi đấy, từ. Thôi nó nhỉ một tí nó.